Hai, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Tơi Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở con mu vượt thời đại nữa rồi. À, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok, và đầu tiên thì mình cũng xin cảm ơn bạn Quang Minh nha. Bạn Quang Minh đã gửi đến mình cái acc này để mình review. Nói chung là bạn ấy cũng nạp game luôn đấy anh em. Anh em nào có nhu cầu về nạp game thì bạn ấy sẽ bảo hành từ A tới Z cho anh em nha. Nói chung là bảo hành bảo trì đầy đủ. Tụt chỗ nào hay là thiếu chỗ nào thì bạn ấy sẽ bù cho anh em và bảo hành trọn đời luôn. Đấy, nên em yên tâm vấn đề đó. Khi mà mình đã giới thiệu một người nào đó thì anh em cứ yên tâm nha. Và cho mình cũng xin cảm ơn bạn chủ ạc này nhé. Nếu mà bạn chủ ạc này có xem video thì cho mình gửi lời cảm ơn rất nhiều. Vâng. Và như cái video trước thì mình đã review ạc này là top 1 ở server login 20 nha anh em. Đấy. Thì nói chung là anh đây là con review mẳng. Và hôm đó thì mình cũng đã review cho anh em xem á. Về cái tất cả mọi thứ trong đây là ông này ông đã lên đồ đạc đồ các thứ như thế nào ấy. Đây là top 1 anh em và đây là review mẫn, anh em có thể xem video trước thì anh em có thể biết rồi. Còn ở video này thì chúng ta sẽ vào để mà chúng ta test anh em à, test đam anh em à, test đam xem thử là đam của ông khủng cỡ nào. Anh em biết rồi đó, đi view mà về cái vấn đề mà ờ, ông chưa có cướp nè, này sẵn cướp cho ông 4 lần luôn nè. Ra đây ra đây, anh em biết rồi đó, đi view mẫn mà nói chung á là con đi view nào anh em cũng biết rồi đó, lực khủng cỡ nào vậy. Đấy, sao không đánh đánh trong đây chứ. Cướp cướp cướp, nói chung là mình review ấy nên thành ra có những anh em nào chơi chung server này thì có thể là mình không biết đi à, nên có thể BK nhau thì xin lỗi anh em một tí. Tại vì mình chỉ review thực tế về nó anh em ạ. Quên cái chết, quên cái chết anh em ạ, kinh điển, lực mạnh khiếp. Ủa, bên khứa bên đó cũng dữ rồi nha. À, chơi chơi đây chơi đây. Mấy 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 bạn mà lực yếu yếu chắc chịu không nổi đâu. Ra quên cái đứt chi sơn liền. Yeah. Bạn kia chịu không nổi, nói chung là chết chạy vô chạy ra biết anh em à. Rồi một em tới em này luôn nè, kinh đủ cướp tiêu nó gọn quá này mà, đúng không? Tính ra cái lực mà nó cao cái này cướp tiêu nó gọn thôi chứ đỉnh của chớp luôn. Rồi xong hai tiêu, nói chung việc cướp thì nó quá đơn giản đối với một cái ặc mà nó hơi bị khủng như thế này anh em ạ. À đúng không, đủ 532 mạnh vãi, đam mạnh khiếp bên này mà nó hơi bị khủng á. À, trong cái phần nhân vật đây kinh điển anh em. Wow, ok đợi ra cái tiêu vàng anh em ạ. Tiêu vàng cướp cho ổng 2 tiêu nữa. À, giờ này có vẻ như anh em chuẩn bị vào cái bot gui đây nên đây đây rồi đây rồi tham ngàn gà. Hai con đi một hướng đi cho dễ chứ. Quá quên cái này thôi rồi luôn anh em, kinh. Nói chung với cái đam lớn kiểu này thì dễ 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 cướp lắm. Bên kia có một khứa cũng khá mạnh á, ai bèm chết mình miết thôi. Lên lắc lắc màn hình anh em à, ghê ghê. Ôi đứng đứng đứng. Lên 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 lẹ, ui 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 đứng dưới à. Tay đó cũng to nha,
Khứa đó cũng mạnh dữ à. Ai giết nữa. Ship anh em. Ghê ghê. Tay đó tay to anh em à. Tay đó cũng một trong những tay to quá. Rồi. Dừng lại ở đây đi. Chạy tới chạy lui mệt quá. Đây để cho nó gọn anh em à. Đi view mà nó quơ đam thì thôi đừng hỏi. Đừng hỏi luôn. Khiếp. Ôi trời ơi. Lắc kinh thế. Wow. Ngon ngon. Chắc ông đang kêu lại đưa hạt lại để mà vào boss anh em à. Boss kênh gui ấy. Chuẩn bị tới boss gui rồi. Nói chung là anh em cũng tranh thủ. Quá. Wow. Lắc quá anh em à. Mùa đức. À. Chú. Đấu giá. À đây đây. Xác nhận. Ngon lành. Cái mua. Đời chứng gì. Ok để ông tính sao đây. Quơ nè. Trong đây cũng mấy tay to nhiều anh em à. Nhưng mà với lực của mình thì đánh nó hơi bị đã. Tầm cái lực cái này là quá ngon rồi. Nói chung là tầm lực cái này là quá ngon rồi. Trời ơi, quơ. Chết nùi anh em. Kinh điển. Ê, dính. Hồi máu à. Nói chung đánh người hồi máu kinh lắm. Tại mình lo mình chạy, mình chạy á nên ra cái đam nó dính là nó chịu không nổi nên phải nó lung tung beng chứ. Chứ mình để mà mình quơ người không là hơi bị khó chết. Giờ đang ăn con tiêu rồi. Chổng luôn nè. À, còn một lần tranh đoạt nữa này mà. Còn lần tranh đoạt nữa đủ sở hữu chổng luôn rồi. Quá wow. Lắc kinh điển. Đúng tay to này mà. Nãy giờ bị tay đó mấy lần rồi nha. À, mình chuyển qua bên này thử coi. Kinh. Anh em coi mình quơ nè. Quơ hút máu khiếp không. Khứa kia cũng 520 mấy ít hả. Còn mà dạng 400 mấy trở lại thì quơ vài phát là đứt liền. Cái lượng đam là nó khủng quá mà. Ui rồi ôi, kinh điển. Lắc tung nút nhà luôn. Ghê nè. Công nhận lượng đam nó đổ ra mạnh quá. Chứ vì cái video trước thì mình đã review về cái vấn đề mà cho anh em xem về toàn bộ cái arc này lên đồ này nọ như thế nào đấy. Kinh. Ok. Như vậy là anh có em có thể mà quan sát được về cái vấn đề mà con điều view mẫn này khi mà BK đấy. Thật sự mà nếu mà chịu BK người không á thì ngon lành thôi anh em ạ. Ok. Và mình sẽ phải kết thúc video tại đây thôi. Để cho ông chủ ăn này ông vô post vui anh em ạ. Đấy, hẹn gặp anh em lại ở một video khác nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Và mình cũng xin cảm ơn bạn Quang Minh nha. Bạn Minh đã gửi đến mình ạ này. Xin chào.